Một bé trai 13 tuổi đạp xe 200 cây số để gặp bạn mới quen. Một người chồng mua thuyền hơi để vượt đại dương đi thăm vợ. Một anh công nhân đi bộ từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Bình để thăm nhà. Hành trình của họ có thể dở dang, nhưng quãng đường họ đã đi qua thì in vào cuộc sống biết bao điều thú vị. Chuyện rằng cách đây chừng mấy chục năm, trong một cuộc thi nhan sắc, khi giám khảo đưa ra câu hỏi: "Nếu biết ngày mai trái đất nổ tung thì hôm nay bạn sẽ làm gì?" Thí sinh sau này là quán quân của cuộc thi đã trả lời rằng: "Không thể có chuyện ngày mai trái đất nổ tung, nhưng nếu là vậy đi chăng nữa thì chắc chắn hôm nay tôi vẫn phải sống một ngày thật đầy trách nhiệm." Vâng, trách nhiệm sống của con người là cụm từ mang theo sự lo âu xuyên thế kỷ. Quý vị và các bạn đang theo dõi Điểm Tuần báo Nghệ An. Thưa các bạn, không phải một ngày mà nhiều ngày, không phải một người mà nhiều người, cũng không phải một lần mà nhiều lần chúng ta nhắc đến ba chữ trách nhiệm sống như là một thứ gì đó xa xỉ giữa cái cộng đồng bộn bề lo toan này. Chuyến đi của những con người mà chúng tôi vừa nhắc tới có thể thiếu nhiều thứ, nhưng chắc chắn họ không thiếu nghị lực. Họ đã để lại sự thán phục nhiều hơn là tranh cãi, ít ra cũng không làm cho cộng đồng chát cháy bàn phím như là đi trong mùa hè của Denver. Cũng như những lần ra mắt một MV mới, chỉ sau gần 2 ngày, MV đi trong mùa hè của rapper Denver đã có hơn 3,6 triệu lượt xem trên YouTube. Hiện MV đã lọt top 1 xu hướng âm nhạc trên YouTube. Ca khúc nhanh chóng gây sốt trên mạng, được đông đảo khán giả tìm nghe, vì tổng thể đã kể câu chuyện về bóng đá qua nhiều góc nhìn thú vị, gần gũi với đời sống, cùng với những cảnh quay hoành tráng, tái hiện lại khoảnh khắc đi bão đầy cảm xúc của người Việt Nam. Tuy nhiên, sản phẩm âm nhạc mới nhất của Denver thì cộng đồng mạng cũng có những ý kiến trái chiều về phần ca từ của bài hát, cho rằng định hướng sai góc nhìn về tinh thần thể thao hay như cổ súy cho bạo lực gia đình. Dù nảy ra nhiều tranh cãi, song cũng không ít lời khen ngợi, nhận xét khách quan rằng bài hát đáng khen về sức sống và tinh thần đầy tươi trẻ, mang đậm màu cờ sắc áo Việt Nam. Thưa quý vị, cuộc sống hướng đến sự tròn vẹn, nhưng thực tế thì vẫn ngổn ngang những khoảng trống chưa được lấp đầy. Có những bữa nhậu tôm hùm 42 triệu đồng, thì cũng có những suất cơm 2.000 đồng cho người vô gia cư. Có kẻ lên mạng tuyên bố bìa đất tính bằng cân, thì cũng có bà cụ chật vật tìm nơi ở vì ngôi nhà duy nhất vừa bị cưỡng chế tháo dỡ. Có đám người đổ xô vào hôi của khi một chiếc xe chở bia bị lật, thì cũng có hàng chục người dừng xe để gom tiền rơi trả cho chủ nhân. Theo đó, camera ghi lại cảnh một người chạy xe máy đánh rơi chiếc ví, khiến tiền bay khắp đường hầm chui Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Ngay khi phát hiện, chủ nhân của chiếc ví cùng nhiều người đi đường dừng xe lại lượm tiền. Cứ nghĩ người hôi của, hoảng loạn nên anh này cũng cố lượm được chừng nào hay chừng đấy. Nhưng trái với dự đoán, mọi người nhặt tiền xong xếp gọn gàng đem đến cho chủ nhân chiếc ví. Vâng, câu chuyện trong hầm chui quả là một nghĩa cử tuyệt vời của những con người cũng rất tuyệt vời. Chúng ta thường nói một người vì mọi người vì một người. Trách nhiệm sống không phải là thứ gì to tát cả. Biết nghĩ cho người khác là thứ nhất thiết phải thường trực trong cuộc sống, chỉ đơn giản vậy thôi. Cái đẹp thì cần được nhân lên, còn cái xấu cần lên tiếng và dẹp bỏ. Cổ vũ nhiệt thành cho đội tuyển thi đấu sẽ tạo ra nguồn động viên cực kỳ to lớn. Nhưng cổ vũ như thế nào cho văn minh thì cần phải suy nghĩ. Ném hàng trăm cuộn giấy vệ sinh xuống sân bóng đá, vui thì một chút, mà xấu xí thì vô cùng. Khán giả Phú Thọ đã có hình thức cổ động hơi khác các hội cổ động viên ở những sân khác. Hàng trăm cuộn giấy vệ sinh đã được mang vào sân và thả thành những hàng dài. Việc ném các cuộn giấy vệ sinh tạo hiệu ứng hình ảnh, tạo nên màn mưa giấy hoa. Nhưng khi trời mưa, giấy bị thấm vào đền đường pitch và bám vào khán đài. Công tác vệ sinh sân bãi gặp ảnh hưởng, kéo dài hơn bình thường. Rất may, sau khi kết thúc trận đấu, một số cổ động viên cùng với đội tình nguyện viên đã ở lại sân để dọn dẹp sạch giấy rơi vãi. Ban tổ chức cam kết hình ảnh sân Việt Trì trắng xóa khi hơn 10.000 cổ động viên dùng giấy vệ sinh tung lên khán đài ở các trận có U23 Việt Nam thi đấu sẽ không tái diễn từ nay đến hết vòng bảng và bán kết SEA Games 31. Thay vào đó, khán giả có thể sử dụng các vật dụng như bóng bay, sóng người, sóng cờ, ánh sáng điện thoại để tạo ra hình ảnh ấn tượng trên khán đài. Trách nhiệm sống góp phần tạo nên những giá trị văn minh, tất nhiên trong đó có cả giá trị nghệ thuật và lịch sử. Tuần qua thì câu chuyện về cơ quan chuyên môn đình chỉ cuộc triển lãm tranh chủ đề Điện Biên Phủ của một họa sĩ vì lý do có tác phẩm dễ bị hiểu nhầm đang làm nóng cộng đồng mạng. Có lẽ phần đông công chúng không được đào tạo chuyên môn về hội họa. Phải nói chuyên môn hội họa là thứ năng lực đặc biệt quý hiếm mà tàu hóa chỉ chia cho một lượng người ít ỏi, chứ không phổ cập toàn dân. Tuy nhiên cũng như một loại hình nghệ thuật khác,
Cho dù một người ngoại đạo thì tất cả chúng ta vẫn hoàn toàn có quyền yêu ghét và lại càng có quyền bày tỏ cảm xúc của mình. Đây là lần đầu tiên một bức tranh sơn dầu Điện Biên Phủ có kích thước 190x490cm vẽ trên toàn liền khổ về chủ đề chiến đấu và chiến thắng Điện Biên Phủ. Nội dung văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc tạm dừng triển lãm không nêu rõ các tác phẩm trong triển lãm có sai sót gì, chỉ yêu cầu đơn vị phê duyệt triển lãm là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phải rà soát lại. Sau khi bức tranh được lan truyền trên mạng, nhiều ý kiến cho rằng thần thái của bức tranh chưa phù hợp với lịch sử, không đúng về giải phẫu, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đó là trường phái hiện thực, khách quan. Vì vậy, cơ quan chức năng tạm dừng triển lãm để lập hội đồng thẩm định lại. Trước kết luận bức vẽ đang gây tranh cãi có hay không có ác ý, nhưng việc đình chỉ triển lãm đương nhiên là hoạt động thông thường và cần thiết của cơ quan quản lý. Vâng, có thể không ai trực tiếp đặt hàng, nhưng Điện Biên Phủ là cuộc chiến tranh nhân dân. Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của cả dân tộc. Đã nhắc đến Điện Biên Phủ thì mặc định là lịch sử đặt hàng, nhân dân đã đặt hàng rồi đấy ạ. Rất trân trọng nghệ thuật, nhưng xin đừng ai sơ ý hay cố tình thả cho nghệ thuật sai đường lạc lối. Nghệ thuật không nên ly khai khỏi cuộc sống. Nghệ thuật luôn luôn cần sự hướng thiện. Trở lại với câu hỏi, nếu ngày mai trái đất nổ tung, bạn sẽ làm gì? Ồ, có lẽ lại phải sử dụng câu trả lời của câu hoa hậu năm nào mà thôi. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Con người còn sống ngàn ngàn năm nữa. Nhưng những gì chúng ta đang được hưởng từ ông cha cũng chính là những gì chúng ta có bổn phận gìn giữ cho con cháu. Trách nhiệm sống vì cộng đồng suy cho cùng là cách để tri ân cộng đồng. Thông điệp từ cuộc thi hoa hậu năm nào vẫn còn nguyên giá trị. Không chỉ vì nó hay mà nó đúng. Không chỉ nó là thông điệp mà còn là lời thỉnh cầu. Không chỉ là nhắc nhở mà còn là bài học. Sống lạc quan và có trách nhiệm đi. Không có chuyện ngày mai trái đất nổ tung đâu. Còn với bóng đá, điều quan trọng là ứ nói nhiều, Việt Nam vô địch.